Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử, sự nghiệp của đạo diễn nổi tiếng Khương Vũ. Thời gian vừa qua, cái tên Khương Vũ đã không còn quá xa lạ với những người yêu âm nhạc. Anh là một người gây tiếng vang lớn với hàng loạt các video nổi tiếng của nhiều ca sĩ có tên tuổi như Hiền Thục, Minh Hằng, Trà My Idol, Ái Phương, Harry Won, Chi Pu, Jin Lê. Mới đây, sự việc về Gia Lab ăn cắp ý tưởng của đạo diễn Khương Vũ nổi da được nhiều người quan tâm. Khương Vũ là ai? Tên thật Vũ Huy Khương, nghệ danh Khương Vũ, sinh ngày mùng 1 tháng 4 năm 1987, nơi sinh sống, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp đạo diễn, làm việc tại Chai Giao Production. Khương Vũ được biết đến là một trong những đạo diễn trẻ tài năng. Anh quen mặt với khán giả khi hợp tác Thích Ăn Phở, vốn là một đạo diễn trẻ có nhiều sự sáng tạo. Khương Vũ được biết đến qua hàng loạt các video nổi tiếng của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Chi Pu, Harry Won, Ái Phương. Tin đồn hẹn hò của Khương Vũ năm 2018. Văn Mai Hương lộ hình ảnh hôn trai là vô cùng ngọt ngào trong tiệc sinh nhật. Với những hình xăm xuất hiện trong ảnh thì netizen nhanh chóng tìm được danh tính, không ai khác chính là đạo diễn Khương Vũ. Tuy nhiên, cả hai hầu như không lên tiếng trong sự việc này. Đến năm 2020, nhiều nguồn tin cho rằng Han Sara và Khương Vũ hẹn hò. Những bằng chứng về việc đi du lịch chung hay xuất hiện trong video TikTok của cô. Sự nghiệp của đạo diễn Khương Vũ. Khương Vũ bắt đầu sự nghiệp bằng sự học hành và nghiên cứu kỹ lưỡng. Anh được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi sự nắm bắt thị hiếu của phần đông khán giả. Do đó, hầu hết các sản phẩm của anh đưa ra đều là những điều mà giới trẻ đang hướng đến. Tiêu biểu nhất là điệu nhảy Thần Tài, có nguồn gốc từ MV Thần Tài của danh hài Hoài Linh. Ca khúc mang đến cho người xem sự gần gũi và đầy sôi động, khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phải cover lại. Từ đó, Khương Vũ bắt đầu chuyển sang làm việc, lên ý tưởng sáng tạo cho các video. Khi tự mày mò và học hỏi, sau những khó khăn và tìm tòi, thì Khương Vũ đã thành công là một đạo diễn trẻ. Cho các video ca nhạc đến nay, trong vai trò đạo diễn của mình, anh là người đã sản xuất ra khá nhiều MV đạt chất lượng tốt nhất. Khương Vũ thành lập Chai Giao Production. Khi sự nghiệp của anh đang bước phát triển, anh thành lập nên hãng sản xuất Chai Giao Production, được nhiều nghệ sĩ biết đến. Có thể biết rằng, tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đạo diễn Khương Vũ đã tạo được khá nhiều tiếng vang lớn cho các nghệ sĩ như Chí Thiện, Hiền Thục, Đào Bá Lộc. Ca khúc Nói Đi Mà của ca sĩ Becky Nhung đã giành giải MV ấn tượng, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ. Sau đó giúp nữ ca sĩ Thủy Tiên giành giải bạc trong MV lễ trao giải. Bài hát Tôi Yêu năm 2016, anh còn đứng sau loạt MV như La 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 của Sobin, The Beat of Celebration của Tóc Tiên, Ai Đẹp Nhất Đêm Nay của Hương Giang. Những MV ca nhạc mà Khương Vũ đạo diễn đều có thành công lớn. Anh cũng hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng như Pepsi, Điện Máy Xanh. Có thể bạn chưa biết, TVC gây ám ảnh của Điện Máy Xanh do anh đạo diễn với 6 năm lăn lộn. Khương Vũ thực hiện hơn 200 video và 30 MV và danh tiếng của nam đạo diễn trẻ ngày càng được nhiều khán giả biết đến. Đạo diễn Khương Vũ bóc phốt Gia Lab lạm dụng chất xám. Mới gần đây, trang cá nhân của Khương Vũ đã bất ngờ đăng tải bóc phốt nhóm nhạc nổi tiếng Gia Lab với lý do lạm dụng chất xám của người khác. Bài viết đã được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý là những thành viên trong nhóm cũng phản biện. Được biết đạo diễn Khương Vũ, Gia Lab đã nhiều lần trao đổi về các ý tưởng mà Gia Lab đưa ra trong đoạn teaser vừa mới giới thiệu, giáp giống với ý tưởng mà đạo diễn đã lên cho nhóm nhạc này. Anh cũng tỏ thái độ làm việc kém chuyên nghiệp của Gia Lab. Khương Vũ để lại khá nhiều bằng chứng và đoạn ghi âm. Thành viên trong nhóm nhạc này cũng có ý kiến riêng và mong muốn có cuộc nói chuyện trực tiếp hơn là thông qua mạng xã hội. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.